Vâng, Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai xin được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video này. Hôm nay thì bên em sẽ review và giới thiệu chi tiết tới các bác nhà mình một số các mẫu kéo cắt cành bonsai, mẫu kìm kéo đa lăng để cho các bác nhà mình được cùng tham khảo. Hôm nay thì có rất là nhiều các mẫu đẹp, giá hấp dẫn để gửi tới các bác. Các bác mà đang có nhu cầu quan tâm muốn sở hữu cái sản phẩm nào thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200, hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước như những nơi khác. Các bác chỉ cần có đầy đủ thông tin, địa chỉ và số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Và trước khi nhận hàng, các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm nhé. Thì hôm nay một cái mẫu đầu tiên mà em sẽ tư vấn tới các bác, một cái mã sản phẩm mà được rất là nhiều các bác khách hàng quan tâm. Các bác đã sử dụng qua rồi và các bác phản hồi và chất lượng rất là tốt. Đây là các bác yên tâm nhá. Thì đây là một chiếc kéo cắt cành bonsai. Đây là hàng Nhật Bản. Thì với cái mã này nó là hàng loại 1, nên là các bác sử dụng cái lưỡi kéo nó sẽ không bị han, không bị dỉ. Các bác sử dụng càng cắt nó càng sắc và cái độ bền nó rất là cao này. Khi mà các bác đặt mua cái mã này nó sẽ có nguyên hộp như này các bác nhá. Sẽ có nguyên hộp như này cho các bác. Trong này nó sẽ có một kéo này. Đây này, em sẽ mở ra để cho các bác quan sát cho nó được dễ nhé. Đấy, thì các bác sẽ có một kéo và được tặng kèm theo một cái lò xo dự phòng như này. Đấy, cái lò xo này khi mà các bác dùng lâu năm thì cái lò xo này nó có thể nó sẽ kém hơn, thì các bác thay thế cái lò xo dự phòng này vào cho em. Cái chốt mở của nó sẽ là chốt tự động nhá. Các bác muốn mở chốt thì các bác chỉ cần bóp mạnh vào như này. Đấy là lấy chốt được mở ra. Đấy, cái lò xo của nó rất là to, chắc khỏe nhá. Và cái lưỡi kéo này, cái lưỡi kéo của nó rất là dày, to khỏe, chắc chắn cực kỳ luôn. Hàng Japan, hàng loại 1, cho nên là cái lưỡi kéo của nó các bác dùng nó rất là sắc ngọt và nó không bị han dỉ. Đấy, mỗi một lần khi mà các bác sử dụng xong các bác nhớ là lau dầu vào cho em, thì chiếc kéo của các bác sử dụng sẽ rất là bền các bác nhá. Đấy, lúc nào cũng sắc ngọt và độ bền rất là cao. Đấy, nói chung là của bền tại người thôi nhá. Các bác dùng xong các bác nhớ là lau dầu vào cho em. Đấy thì các bác nhìn cái cán này, cái cán cầm của nó này. Đấy, nó sẽ pha thêm một ít nhựa ở đây nữa. Đấy, nhựa cao su đây, cho nên là các bác cầm nó sẽ rất là êm tay nhá. Đấy. Rất là ok. Cái mã này là được rất là nhiều các bác khách hàng quan tâm và các bác đã sử dụng rồi. Đấy thì hôm nay với cái mã sản phẩm này em sẽ tri ân gửi tới tay cho các bác nhà mình với mức giá là 150.000 đồng, miễn phí ship các bác nhá. Đấy, em sẽ quay chi tiết cho các bác lắm rõ luôn, từng chi tiết này, rất là sắc nét này các bác này. Đấy, khi mà các bác đặt mã sản phẩm các bác nhớ là trên video em gọi cái mã tên là gì, thì khi mà các bác đặt hàng các bác nhớ nói đúng tên cho em để tránh trường hợp là nhân viên bên em chốt nhầm đơn cho các bác nhá. Đấy, các bác chốt mã này thì các bác nhớ báo bên em là gửi cho tôi chiếc kéo cắt cành bonsai Nhật Bản, hàng loại 1, giá 150.000 coi nhá. Giá 150.000. Đấy, cái giá này là bên em sẽ miễn phí ship hoàn toàn cho các bác. Đấy, giá miễn phí ship trên toàn quốc rồi. Đấy, một cái mã thứ hai, với cái mã này thì nó sẽ cao cấp hơn này các bác này. Đấy, các bác mà đặt cái mã này thì các bác nhớ báo với bên em là mã kéo cắt cành bonsai hoa anh đào. Đấy, nó có hình bông hoa anh đào ở đây, cho nên là em sẽ gọi như vậy để cho các bác dễ phân biệt nhá. Đấy, cái này nó là hàng hãng nên là các bác xài thì cực kỳ yên tâm. Cái hàng này là một cái hàng cao cấp. Đấy, thì với cái mã sản phẩm này, đây em có mở sẵn một chiếc ra đây rồi để cho các bác được cùng xem. Đấy, em có bóc sẵn ra đây để cho các bác được cùng xem tham khảo về cái mã này, các bác nhìn cho nó được kỹ nhá. Đấy, nó rất là sắc sảo này, sắc nét từng chi tiết luôn. Đấy, thì cái mã này các bác gọi cho em là mã hoa anh đào nhá. Thì cái mã này nó sẽ có mức giá là 200.000 là các bác được bao phí vận chuyển trên toàn quốc về tận nơi. Đấy, nhìn nó cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Đấy, với những cái sản phẩm này thì các bác dùng cái độ bền nó rất là cao. Đấy, cái lưỡi kéo của nó cực kỳ là dày dặn đấy các bác này. Đấy, dày dặn cực kỳ luôn nhá, sắc ngọt nhá. Đấy, thì cái mã này là mã hoa anh đào các nhá, kéo cắt cành bonsai hoa anh đào với mức giá là 200.000 đồng mà bên em miễn phí ship cho các bác. Đấy, còn các bác muốn cái mức giá hợp lý hơn thì các bác có thể là sở hữu sang cái mẫu này.
Đấy, cái mẫu này thì các bác gọi cho em là kéo cắt cành bonsai mẫu màu đỏ nhá. Đấy, cái mức giá của nó rất hợp lý. Đấy, cái mẫu này các bác gọi cho em là kéo cắt cành bonsai mẫu màu đỏ. Đấy, cán một bên trắng bên đỏ như này, gọi là mẫu màu đỏ cho em. Để làm sao để bên em dễ phân biệt để gửi cho các bác đúng mã sản phẩm luôn. Đấy, thì cái mã này sẽ có mức giá là 80.000 nhá. Riêng cái mã này là bên em chưa bao ship thôi nhá. Đấy, các bác đi riêng thì phí ship sẽ là 30.000. Còn các bác mà đi chung những cái hàng đắt tiền kia rồi, các bác đi chung 1-2 cái loại vừa tiền này thì các bác sẽ được 3 phí ship chung luôn. Còn lấy riêng một cái thì sẽ mất phí ship 30.000. Đấy, cái này thì em sẽ bỏ phía bên trong cho các bác được nhìn rõ luôn. Cái mẫu này thì nó cũng được tặng kèm theo một cái lò xo này các bác này. Đấy, cái mẫu này thì cái chốt của nó nằm ở dưới này nhá. Đấy, các bác mở chốt này ra là các bác sử dụng nhá. Đấy, mẫu nào cũng đều rất là ok các bác này. Cái mã này giá là 80.000 nhá, 80.000. Chưa có bao ship coi nhá. Nói chung là cái mã nào bao ship rồi thì em sẽ thông báo với các bác luôn. Còn chưa bao ship thì là các bác phải mất thêm tiền phí ship. Phí ship thì nó cũng chỉ 30.000 thôi. Đấy, đây là kéo bonsai. Còn các bác mà có nhu cầu về tìm kéo đa lăng này, em có hai mã nhá. À, cái mã màu đỏ này này, cái mã màu đỏ này các bác gọi cho em là kìm kéo đa lăng cán thẳng nhá. Đây, cái cán này của nó cán thẳng này, mỏ nhọn. Đấy, còn cái màu trắng này là cán cong nhá. Đấy, cái nào cũng đều rất là ok luôn. Cái nào này, cái này chốt này, sử dụng các bác phải mở lại chốt ra nhá. Đấy, đây là cái mẫu cán thẳng này. Các bác nhìn này, cái lưỡi kéo nó rất là dày, cực kỳ là bền nhá. Đây là mẫu cán thẳng này. Còn đây là cán cong này các bác này. Đấy, cái nào cũng đều có chốt giữ hết. Đấy, các bác nghe cái tiếng kê sừng sụt của nó chưa? Rất là ok nhá. Đó, thì khi mà các bác mà quan tâm cái mã kìm kéo đa lăng này, các bác gọi cho em là kìm kéo đa lăng cán thẳng hoặc cán cong nhá. Nó sẽ có mức giá đồng giá nhau là 80.000 đồng trên một chiếc. Đấy, cái sản phẩm này bên em chưa có bao ship này. Đấy, khi mà các bác mua thì nó nguyên đa nguyên kiện như này. Đấy, đây là cán thẳng này. Còn đây là cán cong nhá các bác nhá. Giá 80.000 đồng trên một chiếc là chưa bao ship. Nhưng mà các bác lấy 3 chiếc, lấy 3 chiếc thì là bên em sẽ miễn phí ship nhá. Lấy từ 3 chiếc là bên em sẽ miễn phí ship. Còn 1 chiếc hoặc là 2 chiếc thì phí ship sẽ là 30.000. Đấy, cái mã nào mà được bao ship rồi thì là em sẽ báo các bác luôn. Còn cái là chưa bao ship thì các bác nhớ là hãy đi chung với những đơn hàng đã bao phí ship rồi để các bác được bao phí ship chung luôn. Đấy, thì hôm nay em có tư vấn các bác rất là nhiều các mã sản phẩm kìm kéo. Con rưỡi là cũng vẫn đợi được các bác nhá. Đấy, em sẽ đợi lại một lần nữa để cho các bác quan sát này. Đấy, có nhìn thấy chưa? Rất là chắc nhá. Đấy, không có rơi được đâu các bác. Cho mẹ em thì là em tiện đây em sẽ mang cái mẫu kéo cắt cành trên cao thương hiệu Hồng Ren, mẫu kéo 3 mét đây. Thì em sẽ giới thiệu tới các bác về cái chức năng đậu quả không rơi. Đấy, cái mẫu kéo này bên em đã cung cấp ra thị trường rất là nhiều rồi. Hôm nay em sẽ test thử về cái chức năng đậu quả không rơi. Đây, cái phần đỏ này là cái phần các bác đậu quả không rơi nhá. Còn cái phần đằng sau này sẽ là cái phần các bác cắt cành cho rơi trực tiếp. Em sẽ ra test thử cái chức năng đậu quả không rơi đối với một quả bưởi đây. Đấy, em sẽ cắt thử cái quả bưởi này để cho các bác được cùng tham khảo nhá. Đấy, em sẽ cắt thử cái quả bưởi này. Khi mà các bác đậu cành không rơi là các bác phải sử dụng bằng cái đây này, cái màu đỏ này các bác nhá. Các bác phải đảo ngược lại này. Đấy, các bác phải cho nó ngược lại. Cho nó ngược xuống bên dưới nhá. Đấy, chứ các bác cho lên trên như thế này là không được ạ. Cho lên trên như thế này là các bác giữ cành đây là khi mà các bác để nó ở trên như thế này là đang ở cái chế độ mà cắt cành rơi trực tiếp này. Đấy. Còn các bác đậu quả là các bác phải quay ngược lại ạ. Các bác phải quay cái phần kéo này lại nhá. Đấy, em sẽ test thử cái quả bưởi này luôn. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Đây này, các bác nhìn cái tay kéo của em này. Đây, khi mà các bác đậu quả không rơi là các bác phải giữ chắc nhá. Phải bóp chắc cái phần đuôi kéo này ạ. Đấy, thì cái phần trên này, cái quả nó sẽ được giữ ở trên cái lưỡi kéo đây. Đấy, các bác hạt từ xuống ạ. Đấy, các bác thấy chưa? Rất là đơn giản nhá, cực kỳ là tiện lợi. Khi mà các bác sử dụng sở hữu cái dòng sản phẩm kéo này thì các bác có thể là hái quả từ trên độ cao xuống. Đối với những cái quả cây trong vườn ăn trái của các bác ấy thì nó sẽ không bị bầm dập, rất là thuận tiện. Đây là một mẫu kéo 3 mét nhá.
bột màu kéo 3 mét này các bác này. Em sẽ giới thiệu chi tiết tới các bác luôn. Mẫu kéo 3 mét thì khi các bác thu về nó sẽ là 1m8. Và đây là chọn bộ này. Các bác mỗi một chiếc kéo các bác sẽ được tặng kèm theo là một lưỡi cưa vô cùng là sắc ngòi. Đấy, cái phần này là phần đỡ quả không rơi. Và phần phía sau kia là phần cắt cành cho rơi trực tiếp. À, khi mà các bác muốn mua về là nó chưa hoạt động thì là nó có một cái lệnh chốt đây. Đấy, các bác chỉ cần mở cái lệnh chốt này ra là kéo sẽ hoạt động. Đấy, như cái chiếc kéo này là em vừa test thử đây, là em đã mở lệnh chốt. À, và em đã kéo dài nhá. Đây, à, bình thường là nó 1m8. Nếu mà các bác muốn kéo dài thì các bác chỉ cần ấn vào cái lệnh chốt này. Đấy, các bác mở lên. Với một chiếc kéo 3 mét thì các bác sẽ cắt được ở cái độ cao là 5 mét. Vì khi các bác đứng giơ hai tay lên là 2 mét rồi. Và kéo mở hết cỡ lên là được 3 mét. Đấy, thì khi mà các bác kéo dài nhá, kéo dài kéo thì là nó sẽ có 5 cái lỗ chốt này. Đấy, các bác phải cho nó vào những cái lỗ chốt này này. Đấy, nó phải vào đúng lỗ chốt thì mới được các bác nhá. Và tiện đây thì em sẽ test thử cho các bác thêm về chức năng của lưỡi cưa. Mỗi một chiếc kéo là các bác sẽ được tặng kèm theo là một lưỡi cưa như thế này. Lưỡi cưa vô cùng là sắc ngòi. Đấy, các bác có lắp lưỡi cưa thì rất là đơn giản, các bác chỉ cần xoáy con ốc này ra. Em sẽ test thử luôn về cái chức năng này. Đấy, rất là tiện lợi nhá. Các bác lắp lưỡi cưa vào đây ạ. Để các bác tháo con ốc này ra. Khi mà các bác chú ý nhá, các bác lắp lưỡi cưa là hai cái lỗ khuyết này các bác phải cho vào hai con ốc này này. Đấy, cho vào hai con ốc màu đỏ này, sau đó là các bác xoáy con ốc này lại. Khi các bác lắp lưỡi cưa là các bác xoáy con ốc này ra, còn cất lưỡi cưa đi là các bác phải xoáy con ốc này lại nhá. Tránh trường hợp bị mất. Còn khi các bác đặt mua sản phẩm là bên em kiểm tra rất là kỹ, nên là không có bao giờ mà thiếu được cái con ốc này. Con ốc này thì nó rất là khó tìm nhá. Nếu mà các bác làm mất ý, thì nó rất là khó kiếm. Nên là các bác lưu ý là cắt xong, tháo lưỡi cưa ra cất đi là các bác phải xoáy luôn cái con ốc này vào. Đấy, em sẽ test thử về cái chức năng lưỡi cưa này luôn, để cho các bác được tham khảo như này. Em sẽ test trên một cái cành vải nhá. Đây là một cái cây vải khá là dài, cành này khá là to luôn này các bác này. Trên cái cành này luôn. Rất là sắc ngọt này, vô cùng là sắc ngọt như này các bác này. Đấy. Đối với những cái cành cây mà nó từ một từ một cây sỏi trở lên là các bác nên sử dụng lưỡi cưa nhá. Thì cái kéo của các bác cũng rất là bền. Đấy, các bác thấy chưa ạ? Đấy, rất là tiện lợi. Em sẽ đem cái cành này về. Các bác quan sát luôn, khá là to luôn này các bác này. Đấy, các bác có thấy không? Cành rất là to nhá. Đấy, đây là một cái cành to đấy ạ. To và lặng, rất là đơn giản. Rơi trực tiếp này. À, cắt cành rơi trực tiếp thì các bác để ở cái phần lưỡi kéo màu đen đây. Đấy. Đây. Và cái phần này là cái phần để các bác có thể là điều chỉnh cái độ cao này. Các bác muốn kéo dài các bác tháo ở cái lưỡi này ạ. Đấy, nó có tổng thể là 5 cái lỗ chốt. Đấy, các bác phải cho vào đúng cái lỗ chốt thì mới dùng được nhá. Đấy. À, đối với một cây kéo mà 3 mét như thế này thì là các bác sẽ cắt được ở cái độ cao là 5 mét. Vì khi mà các bác đứng cắt là các bác giơ hai tay lên là đã được 2 mét rồi. Và chiều kéo thu về thì là 1m8. Khi các bác kéo hết cỡ ra thì sẽ được 3 mét. Nên là các bác kéo hết cỡ kéo thì là các bác sẽ cắt được ở cái độ cao tầm độ 5 mét. Đấy, em sẽ thử ở cái mức này nhá. Cái mức này là em đã cắt được ở cái độ cao cũng khá là cao rồi đây. Đấy, các bác cắt cành không không đọ quả rơi trực tiếp, các bác để cái phần lưỡi kéo màu đen này. Đấy, đây nhá, em sẽ cắt thử cái cành cây này. Đấy, các bác thấy chưa, rất là sắc ngọt nhá, vô cùng là sắc ngọt luôn ạ. Rất là dễ dàng này các bác này. Đối với những bác nào mà có vườn cây ăn trái, các bác chỉ cần sử dụng một cái chiếc kéo như thế này, các bác có thể là hái quả tỉa lọc cho cành, rất là ok và tiện lợi. Đấy. Khi mà các bác muốn đọ quả nhá, là các bác phải xoay cái phần đỏ này ạ. Đây, đây là cái phần mà các bác đọ quả không rơi này. Đấy. Cái mùa này thì cái cây của nhà em nó cũng không có quả, nên là em chỉ cắt tượng trưng cho các bác thôi. Cắt tượng trưng để cho các bác được tham khảo thôi nhá. Đấy. Các bác quay cái phần đỏ và các bác khi mà các bác đọ quả là các bác phải giữ chắc cái chốt này nhá. Đấy, các bác phải giữ chắc cái chiều chốt này. Thì cái phía trên này cái quả của các bác nó sẽ được giữ im ở đây, nó sẽ không bị rơi này. Các bác sẽ hạ từ từ xuống. Đấy, các bác hình dung như đây là một cái quả. Đối với một cái
cái chiếc kéo như thế này các bác có thể là đọ được một cái quả cái mức là 1,5 cân là cũng vẫn đọ được các bác nhá. Đấy, em sẽ đọ lại một lần nữa để cho các bác quan sát này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, rất là chắc nhá. Đấy, không có rơi được đâu các bác. Các bác chú ý là khi các bác đọ quả ấy, là các bác phải giữ chắc nhá. Đấy, các bác phải giữ chắc cái chiều kéo này này. Đấy, các bác thấy là cái chiếc kéo này nó có một cái dây xích này. Đấy, dây xích này rất là to. Khi mà các bác sử dụng xong là các bác lau chùi. Đấy, các bác tra thêm một ít dầu nữa vào đây thì cái kéo của các bác là rất là bền. Đấy, còn cái tay cầm này nhá, cái tay cầm này nó là cao su thì các bác có thể là điều chỉnh theo tay. Đấy, còn nếu như mà đối với những cái cành cây to ấy, các bác cần lắp lưỡi cưa thì các bác tháo cái ốc này ra. Là các bác lắp thêm cái lưỡi cưa mà bên nhà sản xuất có tặng cho các bác đấy. Thì là các bác có thể là sử dụng rất là tiện lợi. Đối với những bác nào mà có nhà có cau hay là dừa ấy, thì các bác là sử dụng cho em cái sản phẩm này, cực kỳ là tiện lợi luôn. Giá của nó thì cũng rất là hợp lý. Bên em là mới về rất là nhiều nhá. Các bác mà quan tâm thì để lại địa chỉ và số điện thoại hoặc là alo trực tiếp tới bên em qua đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc là 0989458200 thì bên em sẽ tư vấn cho các bác được kỹ hơn và sẽ báo giá cho các bác theo thời điểm và theo số lượng trên từng đơn hàng. Các bác quan tâm đặt hàng để lại cho em địa chỉ và số điện thoại, em sẽ gửi qua bưu điện về tận nơi cho các bác. Và trước khi nhận hàng các bác sẽ được kiểm tra hàng và test thử đúng như cái lời em giới thiệu thì lúc đó các bác mới nhận hàng và thanh toán tiền. Cho nên là các bác yên tâm nhé. Và trong cái đoạn video ngắn này thì em cũng xin được kết thúc tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và chuông báo của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây nhé.